đang theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, liên quan đến các tuyến metro tại thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi họp báo ngày 11 tháng 12 vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán suất đầu tư metro số 2 của thành phố Hồ Chí Minh lên đến 171 triệu đô la 1 km, nghĩa là cao hơn gấp 1,9 lần so với bình quân ở một số nước. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh khẳng định con số mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra chưa đúng với cách tính theo quy định của Bộ Xây dựng. Theo lý giải của ban thì suất tính theo quy định thấp hơn nhiều và cũng sẽ khập khiễng khi so sánh với bình quân thế giới. Trong văn bản mới nhất mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án metro số 2 giai đoạn 1 Bến Thành Tham Lương trình chính phủ, tổng mức đầu tư dự án đã được điều chỉnh từ mức 1,374 tỷ đô la được phê duyệt hồi năm 2010 lên mức 2,074 tỷ đô la. Trong văn bản phúc đáp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng suất đầu tư bình quân mỗi km metro số 2 của thành phố Hồ Chí Minh đang quá cao, lên đến 171 triệu đô la Mỹ 1 km, cao hơn gấp 1,9 lần bình quân thế giới. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 12, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh khẳng định con số và cách tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa phù hợp với quy định về cách tính suất đầu tư mà Bộ Xây dựng quy định. Theo ông Hứa Quốc Hưng, giám đốc Ban quản lý dự án tuyến metro số 2, theo quy định 643 ban hành năm 2014 của Bộ Xây dựng, việc tính suất đầu tư dự án không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Suất đầu tư mà cơ quan này tính toán chỉ là 123 triệu đô la 1 km. Đồng thời, ông Hưng cũng đưa lý giải dự án tuyến metro số 2 tăng vốn do hai nguyên nhân chính yếu trượt giá 17% và tổng khối lượng xây dựng tăng 38%. Thì sau khi rà soát lại các quy định của Bộ Xây dựng, thì suất đầu tư trung bình ở đây của tuyến metro số 2, tôi xin đính chính và làm rõ lại là 123 triệu. Năm cái hạng mục của cái tổng mức đầu tư tính tại thời điểm gần nhất trong cái tổng mức đầu tư của cái dự án là 2 tỷ 074 triệu USD. Thì chia ra cho 12 cây số đó mà chỉ tính cho cái phần 5 hạng mục đó thôi thì là 123 triệu. Suất đầu tư trung bình của một cái dự án, ở đây chúng ta nói hạn hẹp gói gọn vào trong dự án metro, thì nó có khá nhiều cái khối lượng khác nhau mà chúng ta cần phải làm rõ. Thứ nhất, dự án metro nặng hay là nhẹ, MRT hay là LRT. Thứ hai, kết cấu đoạn ngầm đoạn nổi. Thứ ba, điều kiện địa chất và địa hình tương đồng hay không. Và cái thứ tư là cái môi trường đầu tư. Chúng ta Việt Nam đi vay vốn, chúng ta có tiền vay vốn thì cái đó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái tổng mức đầu tư, về cái chi phí đầu tư và chi phí xây dựng. Đối với những quốc gia phát triển khác, họ có tiền từ ngân sách thì cái chi phí họ làm thì nó khác. Tuyến metro số 2 giai đoạn 1 có 3 tổ chức tài chính hợp vốn tài trợ gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức KfW và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu EIB. Tổng chiều dài dự án là 11,3 km, gồm 9,3 km đi ngầm, lộ trình từ Bến Thành đến Tham Lương đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Tổng số diện tích đất của các hộ dân bị ảnh hưởng ban đầu khoảng 52.000 m². Tuy nhiên, trong ban điều chỉnh dự án thiết kế dự án sau này, diện tích bị ảnh hưởng giảm xuống còn 38.000 m². Để giảm tải cho quốc lộ 1A và rút ngắn thời gian đi lại từ đoạn từ giao cắt với xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Tân Tạo, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long vừa đề xuất đầu tư dự án đường trên cao số 5 với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án đường trên cao số 5 là một trong 5 tuyến đường trên cao theo quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất của Tổng Công ty Cửu Long thì dự án được xây dựng theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 19,8 ngàn tỷ đồng. Cụ thể, dự án có điểm đầu là nút giao trạm 2, tức vị trí giao cắt giữa quốc lộ 1A với xa lộ Hà Nội. Điểm cuối tại vị trí giao cắt giữa quốc lộ 1A với đường Tân Tạo Chợ Đệm, nối vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tổng chiều dài toàn tuyến vào khoảng 30,5 km, bao gồm 4 làn xe, xây dựng trên dải phân cách của quốc lộ 1A. Theo dự kiến thì dự án được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019 và bắt đầu thu phí từ năm 2020. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết là sẽ tăng cường gần 2.700 lượt xe khách tại các bến trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Công ty Bến xe Hà Nội dự báo Tết Dương lịch sắp tới, lượng hành khách đi lại sẽ tăng cao hơn ngày cuối tuần hàng tuần. Tuy nhiên, lượng xe đang hoạt động tại các bến cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu. Riêng một số tuyến từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Sơn La và Lào Cai sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Do đó, công ty sẽ tăng cường 350 lượt xe chia 3 bến Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình vào thời điểm này. Đối với Tết Nguyên đán Bính Thân trong thời gian từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2016, lượng khách qua các bến sẽ tăng từ 30 đến 50% so với ngày thường. Riêng các ngày cận Tết, lượng khách sẽ tăng từ 130 đến 200%.
Vì vậy, sẽ có hơn 2.300 lượt xe được tăng cường để đáp ứng nhu cầu đi lại. Ước tính số lượng xe xuất bến tại các bến Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình sẽ tăng gấp 1,2 đến 1,3 lần so với ngày thường. Thưa quý vị, sản xuất điện từ năng lượng tái tạo như là gió hay mặt trời đang là một xu hướng mới tại nhiều quốc gia vì có lợi cho môi trường và về lâu dài thì có thể cho chi phí thấp hơn so với điện từ nhiên liệu hóa thạch. Việt Nam là nước có điều kiện tự nhiên ưu đãi và nhiều tiềm năng để khai thác những nguồn năng lượng này. Tuy nhiên, phát triển điện từ năng lượng tái tạo còn đang gặp nhiều rào cản, không chỉ ở khâu sản xuất mà còn cả ở khâu phân phối. Tại buổi hội thảo về cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực điện gió, các chuyên gia đã nhận định Việt Nam là nước có nguồn năng lượng mặt trời và gió rất lớn do có bờ biển dài hơn 3.000 km và khí hậu nhiệt đới gió mùa. Các nước họ nhìn thấy cái tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam rất lớn về điện gió, điện mặt trời, điện biomass, điện thủy triều. Bởi vì đất nước chúng ta là một trong những đất nước được thiên nhiên ưu đãi về năng lượng tái tạo và cũng là một đất nước nông nghiệp có rất nhiều những nguồn phế thải từ nông nghiệp và từ rác để sản xuất ra điện. Việt Nam là một thị trường khá hấp dẫn, có nguồn gió rất tốt, có điều kiện thiên nhiên rất thuận lợi để xây dựng một nhà máy sản xuất điện gió. Chúng tôi chỉ đang chờ một sự rõ ràng hơn trong chính sách về giá mua điện FIT cũng như những điều kiện tài chính như thế nào để quyết định có gia nhập thị trường hay không. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, định hướng tới năm 2030, tỷ trọng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo sẽ tăng từ 3,5% năm 2010 lên 4,5% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030. Tỷ lệ này còn ở mức khá khiêm tốn nếu so với tình hình sử dụng điện năng lượng tái tạo trên thế giới. Từ 2 năm trở lại đây, chúng tôi đã tăng cường sản xuất và tăng tỷ trọng điện từ năng lượng tái tạo. Điện từ các nguồn năng lượng tái tạo đang chiếm khoảng 27% tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức, trong đó điện gió chiếm gần 10%. Thế nhưng để đạt được mục tiêu như quy hoạch là điều không dễ dàng, mặc dù chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường còn khá mới mẻ này. Cụ thể là các dự án sản xuất điện từ năng lượng tái tạo sẽ được miễn giảm tiền sử dụng và tiền thuê đất và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Riêng các thiết bị phục vụ cho vận hành dự án mà trong nước chưa sản xuất được thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Vậy nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với điện gió, điện mặt trời ở Việt Nam. Một trong những vấn đề lớn, theo các nhà đầu tư nước ngoài, là giá mua điện mà Bộ Công Thương đưa ra quá thấp. Bộ Công Thương đang đưa ra mức giá 7,8 cent một kWh điện. Giá này là quá thấp so với mức cần thiết để phát triển một thị trường mới. Nếu mà ở một thị trường đã phát triển từ 5 đến 10 năm rồi thì mức giá đó còn đủ để đầu tư. Còn trong giai đoạn đầu thì quá thấp, không đủ chi phí. Quả thực, mức giá mua điện gió, điện mặt trời của nước ta còn một khoảng cách nếu so với giá tại Trung Quốc từ 9 đến 10 cent, tại Philippines là 22 đến 24 cent, tại Nhật Bản là 29 cent, còn trung bình tại một số nước châu Âu là 14 đến 15 cent. Chính phủ Việt Nam cần xem xét lại giá mua điện như thế nào cho phù hợp. Có thể giá mua ban đầu nên là 10,5 cent một kWh, do chúng tôi còn phải đầu tư hạ tầng, máy móc, thiết bị, nhưng sau 5 năm thì có thể giảm xuống còn 8 cent thôi. Thêm nữa, hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam đều chưa có kinh nghiệm sản xuất điện gió, cho nên việc đầu tư chứa đựng nhiều rủi ro hơn, bởi vì nhà đầu tư không rõ liệu chính quyền có khả năng thẩm định dự án hay không. Sản xuất đã không dễ dàng, việc phân phối điện năng lượng tái tạo đến người dân cũng là một thách thức không nhỏ, khi mà nhà sản xuất chỉ có thể bán sản phẩm cho một đầu mối duy nhất là EVN. Điều này khiến người ta liên tưởng đến những khó khăn tiếp cận người tiêu dùng của xăng sinh học E5 hiện vẫn chưa tìm được lời giải. Ngành điện và ngành xăng dầu thì có 6-70 năm nay rồi. Còn ngành nhiên liệu sinh học và ngành năng lượng tái tạo thì mới chỉ có vài năm trở lại đây khi mà ngành năng lượng mới mà ra đời. Mặc dù là rất có ích lợi cho xã hội, cho môi trường, cho người dân. Thế nhưng mà nó cũng sẽ có những cái sự xung đột lợi ích. Phải nói thẳng ra như vậy. Với những cái ngành mà đã có hàng chục năm tồn tại. Cái lưới điện hiện nay khi mà vẫn chưa có thị trường điện cạnh tranh thì các nhà sản xuất vẫn phải bán cho EVN và EVN là nhà phân phối chính cho các khách hàng. Chúng tôi cũng có đề xuất với ngành điện phát triển mạnh mẽ cái hệ thống phân phối
để cho các dự án về năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, các nhà đầu tư dễ dàng đầu tư và kết nối với lưới điện để mà phân phối bán điện. Ông Toản nhấn mạnh cái mà Việt Nam hiện còn đang thiếu chính là luật về năng lượng tái tạo, dẫn đến hạn chế năng lực phát triển của ngành năng lượng này. Một trong những cái điểm khó khăn và chúng tôi thấy đối với cái ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam là cơ chế chính sách. Bởi vì như các nước đã thành công, chính sách họ luôn luôn đi trước. Khi nhà nước đã ban hành ra những cái chính sách đó thì các công ty và các dự án họ hoàn toàn có thể kết nối vào lưới điện, họ phân phối theo luật, họ đã có luật về năng lượng tái tạo. Hiện nay chúng ta đang thiếu là chúng ta chưa xây dựng được luật về năng lượng tái tạo. Theo ông Toản, phát triển năng lượng tái tạo là xu thế không thể thay đổi khi thế giới đang hướng đến một môi trường xanh sạch, và luật năng lượng tái tạo được ban hành sớm ngày nào thì tiết kiệm cho đất nước hàng triệu đô la ngày đó. Đến với kết quả của thị trường chứng khoán thì sắc xanh đã trở lại với hai sàn trong phiên giao dịch ngày hôm qua 15 tháng 12. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá đã giúp cho thị trường diễn biến khởi sắc. Mặc dù vậy thì thanh khoản hai sàn đang vẫn ở mức thấp. Sắc xanh đã trở lại với VN Index ngay từ thời điểm đầu phiên giao dịch. Sự hồi phục của giá dầu thế giới đã góp phần đáng kể giúp cho nhóm cổ phiếu dầu khí với gas và BVD tăng giá tốt. Bên cạnh đó còn có lực đẩy từ các mã vốn hóa lớn khác như Vinamilk và Vietcombank đã giúp cho đà tăng của chỉ số khá vững chắc. Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch trên sàn vẫn chưa có được sự cải thiện đáng kể. Bước sang phiên chiều, VN Index dao động hẹp quanh mốc 565 điểm. Tuy nhiên sau đó chỉ số tăng tốc mạnh hơn với lực cầu tăng dần ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, bao gồm nhóm ngành ngân hàng và dầu khí. Ngoài ra diễn biến giao dịch cũng khá sôi động, tập trung ở các mã mang tính đầu cơ cao như FLC hay ITA của Tân Tạo. Kết thúc phiên, VN Index tăng 1% lên mốc 568 điểm, thanh khoản đạt trên 1.900 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 20%. Chỉ số HN Index cũng duy trì sắc xanh từ đầu phiên, nhóm dầu khí hỗ trợ tích cực cho đà tăng của thị trường. Tuy nhiên diễn biến này lại không giúp cho hoạt động giao dịch trở nên sôi động hơn. Khép phiên, HN Index tăng nhẹ lên mốc 78,9 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 55 triệu đơn vị, nhưng trong đó thỏa thuận đã đạt hơn 50%. Thưa quý vị, trong phần tin châu Á tiếp sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin sau đây. Nhật Bản công bố hai phương án xây dựng sân vận động phục vụ Olympics 2020. Quan chức vùng Đông Bắc Trung Quốc thừa nhận thổi phồng số liệu kinh tế trong nhiều năm qua.